Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986228901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay cửa hàng em lên sóng nhiều đến toàn thể anh em một mẫu máy cưa xích hạng tầm trung nòng đứng nha mọi người. Em này đến từ thương hiệu của Estin nhá. Mã số của em này là 021 nhá. Đó, đời này là nòng của nó là 40 ly nha. Rất hợp cho anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà mà thích hạng mạnh, tầm trung, hoặc là anh em đi cưa khai thác mình làm hàng nhỏ mình sử dụng em này cũng rất là vừa tay và vừa tầm nha mọi người. Đó. Và tình trạng máy thì cũng còn khá là đẹp nha mọi người. Đấy, còn rất là mới. Thì em này được sản xuất tại Mỹ nha mọi người. Đây, Mark in USA này. Đó. Thì đời Estin hàng bãi thì nó sẽ có hai đời, một đời là sản xuất tại Mỹ và một đời sản xuất tại Đức ha. Đó thì đời nào cũng là hàng tiêu chuẩn, nó hết là xài cũng đều ok hết nha mọi người. Đây. Đều hàng chính hãng, công nghệ cao. Đấy, và nhà máy nó đặt lắp ráp tại bên Mỹ nên là nó sẽ dập là Mark in USA nha mọi người, là bên Mỹ ha. Rồi, lam kiếm này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nha mọi người, mặt các cây của nó là 35 cm, xích 91 nha. Đó, xích chung nha mọi người. Lam xích thì rất là đẹp rồi. Đó, đầu rãnh lam chưa có dập, đầu chưa bị tè, nước sơn nhãn hiệu còn nguyên chiếc lam này anh em nhá. Rất là mới nhá. Xích này thì cũng được 80% so với mới nha mọi người. Đó, xích này thì bên cửa hàng em sẽ rũa sẵn để cho anh em về sử dụng ngay ha. Đó. Ốp lam cái này được vặn bằng ốp lam khóa 19 nha mọi người. Đó, ốp lam hai ốc nhé. Hai ốc chân lam và tăng xích của em này nằm đằng trước này. Đây nó còn vít dẹp này, đó là cái con tăng xích nha mọi người. Bên phía mặt máu ốp lam đây anh em thấy không? Thì bên phía mặt máu ốp này nó hơi bị cúa một ít rong rêu bên nước ngoài nó sử dụng đây. Đó, nó chung bằng máy còn khá là sáng. Mặt đằng sau đây anh em thấy không? Đó, rất đẹp. Lớp mặt tiền là trước đây nhá. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lột nòng 12 tháng. Anh em mua bên sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ đi theo máy nha. Buji rũa tip mở buji nha mọi người. Đó, lốc mặt tiền là trước đây. Độ chày chùa ít nha mọi người, còn khá là đẹp nhá. Đó. Đây mã số seri của máy này. Nó nằm đây góc góc này. Đây em nhìn sơ nhá. Đó, em có quay vừa đọc vừa quay cho anh em này. 22422710. Đó anh em thấy không? Đó, số seri nó nằm ở màng lốc này nhá. Khi mà anh em mua máy mình nhận hàng là mình có quyền kiểm tra ha, xem đúng số seri đúng mẫu anh em sẽ nhận ha. Rồi, thì ở đây là nắp bình chú nguyên liệu nhớt thả để mua chơi lam xích nha mọi người. Nắp đằng sau này là xăng pha chung với nhớt nhá. Bên phía mã hộp giật thì tem nhãn hiệu vẫn còn này. Đó, FP này, anh em thấy không? Mặt đằng sau đây rất là sáng này. Mã ốp bên trên này. Đó, bên này thì các chữ Nhật Bản nó hướng dẫn sử dụng này. Đó, số 1, số 2, số 3 để nó hướng dẫn cho anh em cách xài ha. Nhưng mà bên mình nói chung là tự học hỏi riêng ngoài thôi, chứ còn nhìn thế này mình không hiểu được đâu. Đó, đây là cái công tắc nha mọi người. Đó, cần e, cần gió là cái công tắc tắt mở nằm hết đây ha. Đẩy lên trên cùng là tắt, đẩy giữa là xà bình thường. Bóp ga đẩy xuống dưới cùng thẳng mức cuối của mình. Đó, tư này nó e nha mọi người. Đó, giờ sẽ mở một phần lọc gió cho anh em xem bên trong này. Đây, màn lọc thì rất là kín đáo nha mọi người. Đó, màn lọc này là lọc bụi rất là tốt, chống bụi tuyệt đối vào bình xe coi đầu nòng. Đó, nó thiết kế cho anh em là một màng lọc bông nha mọi người. Đó, lâu lâu anh em có thể mua miếng bông rẻ lo bạc học sinh thì có thể thay vào đây ha. Đó, nó ốp kín này này. Đó, anh em thấy không? Rất là kín đáo, chống bụi tuyệt đối luôn ha mọi người. Đó, từ các con ốc này, từ các con vít anh em thấy không? Còn nguyên nó sơn vàng và khá là đẹp nha mọi người. Đó thì bên này thì em có ráp cho anh em là một cái quả băng phong lấy khí trời. Đó, cái quả này thì nó giúp cho anh em lấy khí vào bình xăng lớn. Đó, thì nó hoạt động nó đều hơn, đó nó giúp ổn định hơn nha mọi người. Đây. Đó, chế Wormro Estin nha mọi người. Đó, mặt trên là dập Estin, mặt dưới là Wormro nhá. Đó, nói chung là công nghệ nó. Rồi giờ em sẽ ráp đầy đủ lại và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Anh em nào ưng nghe máy cưa xích Estin 021 này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe nhé. Đẩy lên trên cùng là tắt, đẩy giữa là sao bình thường. Đó, máy nhẹ nhàng giật nhẹ nhàng đổ, kéo nhẹ nhàng đổ, rất là đáng. Bốc máy Ganti êm ấm nha mọi người. Nói chung là nó đến thương hiệu của Estin này anh em biết rồi, vòng tua lẹ lì đòn. Và thứ hai đó là đồ thay thế lúc nào nó cũng có sẵn để cho anh em sử dụng ha. Đấy, máy rất là đẹp nha mọi người. Anh
anh em mua về xài khỏi suy nghĩ. Rồi em ép tin MS021 nhé mọi người. Đó, anh em nào cảm thấy ưng cái máy cơ xích là hàng đến từ Mỹ, nòng 40 ly này, tầm trung này, liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289001 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em theo dõi rất là nhiều nhé.